Anh trai ơi, hai cái chậu mà có dây xanh là hai chậu ông em đã chọn quay chi tiết cho anh hôm qua. Còn đây thì em cứ quay tất tần tật luôn để anh xem anh tia cái bụi nào. Thì để anh tia và anh tự đây anh cũng sẽ nhìn thấy là cái bụi của em chọn là cân đối, đẹp cây. Các cây đồng đều nhau, gốc to. Nói chung là đẹp nhất rồi. Còn đây em cứ quay theo cái yêu cầu của anh nhé. Chỗ đằng này là bé zin zin đúng không? Là không xét đúng không? Có xét thì xét cái cây này đúng không? Cây này vàng thì anh cứ nhìn ngay cạnh đấy. Cái cây vàng với cả cái cây xanh em chọn cho anh thì anh nhìn thấy luôn là cái cây nào hơn. Đấy. Còn đằng sau ấy có một cái ba cây đằng sau nữa cũng đẹp. Đốt ngắn. Nhưng mà cây nó hơi thấp hơn cái cây buộc dây xanh em chọn cho anh một chút. Đây là cây buộc dây xanh này. Đây này. Đấy thì cái bụi này cũng được. Nếu mà anh thích ngắn bé thì cái bụi này cũng ok anh ạ. Ba thất gốc của nó bằng to bằng nhau đấy. Nó chỉ cũng ngắn hơn cái cây xanh em chọn cho anh một chút xíu thôi, chắc khoảng tầm 10 phân cái ngọn gọn này thôi. Đấy, cây này cũng ok đấy. Nếu mà anh thích cái cây này được chưa ạ? Nếu mà cây này thì lại phải ghép với cây này ạ. Để cho nó tương đồng bằng nhau. Đấy, cái cây này thì cũng được đấy. Đây thì em sẽ quay chi tiết cái cây đấy cho anh. Còn đâu những cái bọn riu riu này thì là trông nó đã bé hơn hẳn rồi. Đây. Đấy. Cây chậu này cũng được anh ạ. Đấy. Còn không thì còn một chậu này nữa cũng có thể cân nhắc được. Đây em sẽ nhúp ra ba cái chậu đấy, còn đây nó khá khẩm hơn tất trong đây rồi. Cái chậu này cũng được, chậu này cũng được, nhưng chậu này đang bị một cái cây này nó đang có nguy cơ tẻo anh ạ. Cho nên là sẽ không đẹp. Đấy. Ok chưa anh? Đây em chụp cho anh ba cái hình của cái chậu đấy. Còn đâu anh nhìn ở đây là anh thấy không còn cái cây nào mà đẹp hơn được cái hai cái chậu em chọn cho anh hôm qua rồi. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây trúc Phật Bà, hàng này là hàng cây cao. Đây mình đo 1, 2, 3, 4, 5. Cây cao 1 mét ạ. Tính là cây hàng này hàng 80 đấy, nhưng cái ngọn này nó lên nó cũng được 1 mét. Thì cứ tính là 80 đến 1 mét ạ. Thì vui lòng alo nhá. Số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Chốt đi chốt lại, quay đi quay lại, cuối cùng lại chọn hai cái chậu em đã chọn cho. Ok anh nhá, cảm ơn anh. Nhưng mà dù sao em cũng cảm thấy hài lòng vì là hai cái chậu em chọn vẫn là đẹp nhất rồi ạ. Cảm ơn anh nhá.